Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với shop online Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Chuyên các phụ kiện cho ngành ong, phụ kiện vật tư ngành ong. Hôm nay là một cái clip ngắn giới thiệu với các bác tất cả các mẫu phụ kiện vật tư ngành dành cho ngành nuôi ong mật nhá. Để các bác xem được video cập nhật, các bác cần sản phẩm nào thì vui lòng alo trực tiếp theo các số điện thoại bên phía dưới màn hình nhá. Shop hân hạnh được phục vụ các bác hàng ship đi COD đi toàn quốc. Các bác nhận được hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Đây là những cái phụ kiện vật tư dùng cho ngành nuôi ong mật các bác nhé. Ong mật ở đây là cái ngành nuôi ong nội. Đầu tiên đó là cái thùng nuôi ong, thùng nuôi ong nhé. Thùng này ấy là được làm bằng gỗ gạo các bác nhé, gỗ gạo này. Loại ván là một tấm nhá, một tấm, mỗi một cạnh là một tấm. Đấy. Thế còn nếu mà cái loại rẻ tiền hơn ấy thì như một cái mặt này sẽ ghép khoảng 2 tấm 3 tấm, như hàng này là ghép một tấm nhá thì hàng sẽ đẹp hơn, đắt tiền hơn một chút. Đây, gỗ gạo nhá, ván dày 2 phân. Cầu mỗi một cái thùng ong ấy thì sẽ có theo cho các bác một cái ván ngăn nhá các bác nhá. Mỗi một thùng ong là có một cái ván ngăn đi theo. Còn cái cầu ong này thì các bác sẽ mua thêm nhá, các bác sẽ mua thêm. Đấy, mua thêm cái cầu ong này nhá. Còn các bác có ở nhà có dây rồi thì thôi, còn chưa có dây thì lấy luôn dây về để các bác căng cầu nhá. Đây là cái thùng nuôi ong. Đây, thùng ong hàng rất là đẹp. Gỗ gạo nhá. Thùng nuôi ong này. Tiếp theo là cái cầu ong. Đây là cái chân tầng. Chân tầng nha các bác nhé. Chân tầng. Đây. Chân tầng hàng này thì rất là dày. Các bác này. Đấy, cực kỳ là dày luôn. Tính theo trọng lượng của nó, 100 cái miếng này, 100 miếng này nó trên 4 cân nhá. 4 cân 2 luôn các bác nhé. Đấy. Cái này hàng rất là dày nhé. Đấy là chân tầng này. Đấy các bác cứ xem cần cái phụ kiện gì thì vui lòng alo shop theo số điện thoại bên phía dưới màn hình nhé. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho người giao hàng. Khay cho ong ăn nhé. Khay cho ong ăn này. Khay có hai loại. Một loại nhựa màu này, người ta gọi là nhựa tái sinh. Còn nhựa trắng thì là nhựa nguyên sinh. Cái thằng nguyên sinh này sẽ đắt tiền hơn tái sinh một chút nhé. Các bác lựa chọn bữa nào các bác lựa chọn. Đấy. Khay cho ong ăn này. Thùng nuôi ong này. Cái vòi để cho hỗ trợ các bác hút mật nhé. Đấy các bác hút mật, cắm vào can. Đấy, hút ra ngoài. Cái hàng này là hàng to này, chắc chắn. Đấy, rất là cứng cáp. Đấy, nó có hàng nhỏ hơn, mỏng manh hơn, nhưng mà shop không làm nha các bác nhé. Đấy. Đấy, hàng này rất là đẹp luôn. Đấy, đây là vòi hút mật này. Rồi những cái phụ kiện vật tư nhỏ cho các bác làm chúa này, lồng nhốt chúa này nhá. Lồng nhốt chúa bằng nhựa nhá. Lồng nhốt chúa bằng nhựa. Lồng nhốt chúa bằng inox. Bằng inox mà theo cái dạng quấn lò xo ấy nhá. Đấy, quấn thủ công ấy. Nói chung là cái nào cũng có, các bác lựa chọn cái nào thì bác chọn nhá. Cái thằng thủ công này thì là quấn bằng sợi thép nhá. Thế còn cái này là hàng nhựa, nó có cái nắp đậy này. Đây, nắp đậy nhá. Cái phía chân này ấy, chính là cái chân để cho nó đắp mũ chúa vào đây. Khi nó đắp mũ chúa được rồi thì các bác lấy cái này chụp nó vào. Thế là con chúa sẽ nở ra là nằm gọn trong này nhá. Cái đầu chúa bằng nhựa này. Rồi kim di trùng này. Nhá, kim di trùng. Rồi, kim di trùng này. Đấy, nhá. Mọi những cái vật tư phụ kiện nhỏ nhỏ đều có cả cho các bác nhá. Kim di trùng, lồng nhốt chúa. Đấy. Rồi các bác cần những cái đồ bảo hộ chống ong đốt nhá, thì sẽ có cho các bác là bình xịt khói này. Đấy, bình xịt khói. Bình xịt khói nhá. Bình xịt khói này thì nó là hàng inox. Hàng inox loại 1 nha các bác nhá. Inox loại 1, inox không nhiễm đấy. Đấy, inox không nhiễm. Đây. Cái này cái khóa bầu nó gió của nó này, các bác bỏ khóa bầu nó gió ra. Đây. Đấy, đúng hàng inox nhá. Chỉ có cái bao bọc ngoài này, cái chống bỏng này, nó là bằng thép nhá. Cái chống bỏng này bằng thép, còn lại là bằng inox hết nhá. Đó. Hàng rất là dày dặn nhá. Bình hun khói này. Rồi áo liền mũ nhá. Áo liền mũ chống ong đốt thì các bác cũng đã biết rồi. Áo liền mũ chống ong đốt thì màu liền gì như này, nó là chiếc áo có mũ liền luôn nhá, có mũ liền luôn. Còn ngoài ra các bác có thể chọn cái mũ bảo hộ không. Mũ bảo hộ thì có hai mẫu.
Đấy. Một cái mẫu là to như này. Vành 40. Vải rèn di cá đôi này nhá. Phía trước là đen, xung quanh là trắng. Vành dưới là bằng nhựa nhá các bác nhá, vành dưới bằng nhựa. Mẫu này là mẫu to hơn. Thế ngoài ra sẽ có cái mẫu nhỏ hơn một chút. Đấy. Mẫu nhỏ hơn một chút. Thì cái mẫu này là hai vành đều bằng thép. Hai vành đều bằng thép cả nhá. Hai vành bằng thép. Rồi. Còn dao cắt bít nhá các bác nhá. Dao cắt bít mật. Đấy, dao cắt bít mật này. Hàng này thì hàng thép đặc biệt rồi. Của tổng công ty Ong Việt Nam. Cực kỳ là bén nhá. Đấy, rất là bén. Hàng thép nhá. Thì đây là những cái vật tư phụ kiện từ to cho tới nhỏ, thùng ong, cầu ong, rồi chân tầng đến những cái phụ kiện nhỏ như là kim di trùng, lồng nhốt chúa. Shop cung cấp tất cả cho các bác nhé. Rồi vòi để hút mật. Đấy các bác cần món gì thì mua đồng alo trực tiếp theo số điện thoại ở bên phía dưới nhá. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc nhá, ship COD đi toàn quốc. Các bác nhận được hàng, bóc hàng ra xem và kiểm tra đúng mặt hàng như mình đã đặt thì các bác thanh toán tiền cho người giao hàng nhá. Rồi xin cảm ơn các bác cập nhật cần phụ kiện nào thì vui lòng liên hệ shop nhá. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá.